Khóa học Awaken Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn. Các bạn có biết gì chưa? Thao túng tâm lý. Đó là cái từ khóa hot nhất trên mạng xã hội trong suốt khoảng một tuần trở lại đây. Đặc biệt là từ khi chúng ta thấy trỗi lên cái câu chuyện cực kỳ drama, cực kỳ nhiều tình tiết cuốn hút, hấp dẫn, còn hơn trong phim nữa, của Anna Bắc Giang, thì có mấy bạn ở trong ekip, trong công ty đến gặp anh và hỏi: "Anh Trí, anh có biết gì về thao túng tâm lý không? Thao túng tâm lý anh Trí à?" Là sao? "Thôi anh ơi, anh có biết gì về cái vụ gọi là thao túng tâm lý không?" Em hỏi gì kỳ cục vậy? Làm sao mà hỏi anh có biết gì về thao túng tâm lý hay không? Anh rất rành về nghệ thuật thao túng tâm lý. Wow. Và về mặt cơ bản, anh phải là một chuyên gia về thao túng tâm lý thì mới có thể trở thành một cái người huấn luyện hay là một cái người tư vấn. Vì về mặt cơ bản, cái người huấn luyện và người tư vấn là người phải có năng lực để ảnh hưởng về tâm lý và hành vi của học viên và của khách hàng của mình. Cho nên anh nói thật là khi mà so sánh giữa một cái trainer hoặc một consultant, tức là một cái chuyên gia tư vấn hoặc huấn luyện, và một cái con artist, tức là một cái người đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp ha, thì về mặt thủ thuật thì cả hai đối tượng này đều nắm rất rõ về những cái hiểu biết và những cái thủ thuật tâm lý hành vi. Chỉ là cách họ vận dụng những cái thủ thuật đó và mục đích của họ trong cái việc sử dụng những kiến thức và thủ thuật đó khác nhau. Vậy thôi. Cái này rất đơn giản là các bạn có thể so sánh giữa một bác sĩ phẫu thuật và một sát thủ. Thì về mặt gốc rễ, năng lực thì cả hai người này đều là hai nghệ nhân trong việc sử dụng dao. Nhưng khác nhau ở chỗ là một người thì dùng dao để cứu mạng, còn một người thì dùng dao để đoạt mạng. Vậy thôi. Cho nên nói cụ thể về cái ảnh hưởng tâm lý để rồi áp đặt hành vi thì đó là cái chuyên môn của anh. Nói cụ thể để các bạn hiểu được ha, là khi mà làm một trainer hoặc là một cái người tư vấn hoặc là một cái chuyên gia tâm lý thì cái công việc của bọn anh đó là bọn anh nhận tiền trước, và rồi sau đó bọn anh sẽ ảnh hưởng tâm lý và áp đặt một số cái hành vi và thói quen lên cho học viên của mình dựa trên cái mong muốn và nhu cầu của chính học viên đó trước đó. Và rồi sau khi áp đặt xong cái nhận thức và những cái hành vi và những thói quen mới thì bọn anh tiếp tục kết nối và hỗ trợ cho học viên và khách hàng của mình. Thì đó là cái người huấn luyện. Ngược lại, cái con artist, tức là những cái đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp, thì họ sẽ áp dụng những cái thủ thuật ảnh hưởng tâm lý lên con mồi của mình trước, và rồi sau đó áp đặt hành vi để lừa lấy tiền của họ. Và rồi sau đó thì well, trao chạy xa bay, cắt đứt tất cả những cái kết nối. Thì trong quá trình này, cả hai cái người, đó là cái người trainer và cái người con artist, đều phải sử dụng những cái hiểu biết, những cái kiến thức và những cái thủ thuật về tâm lý. Cho nên cái đợt vừa rồi, khi mà mọi người đọc những cái bài báo, những cái câu chuyện, những cái chia sẻ mà anh nghĩ rất là drama, rất là nhiệt tình, không biết thật giả bao nhiêu phần, nhưng mà khi mọi người tiếp cận mà đọc những cái câu chuyện đó thì nếu như cái phản ứng của hầu hết mọi người đó là kinh ngạc, rồi lo lắng, khiếp sợ, trời ơi ghê quá, không ngờ luôn, thì cái phản ứng của anh là có một thoáng khâm phục. Họ thật sự rất là thông minh, và cái cách vận dụng những cái hiểu biết về tâm lý và những thủ thuật tâm lý của họ thật sự rất là sáng tạo. Cho nên là có những thoáng mà anh phải thấy là wow, riêng mà cái nghề thì mình phải respect họ. Ok ha, thì anh nghĩ đó là cái những cái cảm xúc rất là chân thật mà anh có. Alright, còn lại thì ngày hôm nay xin được làm cái reaction này, anh nghĩ là một phần dựa theo cái sự mong đợi rất là lớn của những bạn trong ekip, và có thể cũng là cái sự tò mò và quan tâm rất nhiều của mọi người ngày hôm nay về cái chủ đề là thao túng tâm lý. Và anh sẽ nói hai khía cạnh trong buổi ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là ứng dụng của cái thao túng tâm lý trong việc lừa đảo và lấy tiền của mọi người. Thì anh sẽ phân tích để các bạn biết được là các cái con artist từ dân nghiệp dư cho đến dân chuyên nghiệp thượng thừa luôn, họ sử dụng những cái nguyên tắc gì để thao túng và tạo ra những cái trạng thái tâm lý gì của khách hàng để rồi sau đó lấy tiền của các bạn. Ok, thì chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể bảo vệ tiền của mình tốt hơn, đúng không? Và rồi cái thứ hai mà anh xin chia sẻ trong buổi ngày hôm nay đó là
Nếu chúng ta thấy cái việc thao túng tâm lý là cái chuyện nguy hiểm, đáng sợ, thì chúng ta nên hiểu và đối diện với những cái chiêu trò thao túng tâm lý đó như thế nào để giữ được cái sự bình an cho mình, giữ được cái sự tự tin và vững vàng trong cái mối quan hệ, trong cuộc sống, trong xã hội của mình. Ok, thì đó là cái xin được rút ruột chia sẻ với các bạn từ cái chặng hành trình hơn 15 năm làm việc trong cái ngành tư vấn tâm lý, rồi huấn luyện, chia sẻ của anh Trí. Sẵn sàng chưa? Let's go! Đầu tiên là để lừa lấy được tiền của các bạn, thì sau một hồi đi qua tất cả những cái chiêu trò, bởi vì khi ứng dụng của những cái chiêu trò lừa đảo đó, nó phải muôn hình vạn trạng. Ok, cái chiêu này xài xong rồi ta biết phải xài chiêu khác, đúng không? Cho nên là nó thay đổi liên tục và nó liên tục cập nhật với công nghệ và những cái xu hướng của thị trường. Đó là chuyện bắt buộc. Tuy nhiên là để lừa lấy được tiền của các bạn thì về mặt cơ bản, nguyên tắc gốc rễ về tâm lý là không thay đổi. Cái đối tượng lừa đảo bắt buộc phải đánh vào một trong ba yếu điểm về tâm lý để lấy tiền của các bạn. Và thực ra đây là ba cái yếu điểm tâm lý mà trong ngành huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện về quản lý tài chính cá nhân, bọn anh nỗ lực rất nhiều để huấn luyện cho học viên của mình, để họ biết cách bảo vệ tiền và phát triển cái số tiền của họ. Cho nên là một bên sẽ tấn công để lấy, còn một bên sẽ huấn luyện cho học viên của mình để tự vệ. Giống như là một bên là đề kháng, một bên là virus vậy đó. Nó là một cái cuộc chiến không bao giờ dứt hết. Và cái pháo đài để bảo vệ tiền của chúng ta về mặt cơ bản là ba cái tử huyệt của người nghèo khiến chúng ta mất tiền. Và cái người lừa đảo sẽ tấn công ba cái pháo đài đó theo cấp độ dựa trên số tiền của các bạn. Thì đó là ba cái trạng thái cảm xúc quan trọng mà khi rơi vào đó, các bạn sẽ rất dễ đưa ra những quyết định tài chính sai lầm. Anh có nói cái này trong những cái video clip về tài chính cá nhân của anh trước đây rồi, chắc các bạn phải còn nhớ. Ba cái loại cảm xúc nguy hiểm nhất khiến chúng ta mất tiền đó là, thả cái comment xem các bạn có nhớ không. Nếu ai theo dõi cái chuỗi series về tài chính cá nhân của anh sẽ biết rất rõ. Đầu tiên đó là lòng tham, cái thứ hai đó là nỗi sợ, và dĩ nhiên cái cảm xúc cuối cùng, đây là tử huyệt cuối cùng của những người siêu giàu, đó là sự cô đơn và buồn chán. Chúng ta sẽ đi từng cấp độ một nha. Đầu tiên là nếu muốn lừa lấy tiền của người nghèo, tại vì một khi đã lừa là ai cũng có thể lừa được hết. Nó vắt cho ra thì thôi ha. Thì để lừa lấy được tiền của người nghèo thì cái tử huyệt lớn nhất của người nghèo đó là lòng tham. Người nghèo sẽ có cái lòng tham rất là lớn, bởi vì họ nghèo lâu quá rồi, cho nên họ muốn giàu. Và không những muốn giàu, họ muốn giàu cho nhanh và cho dễ. Thì đây là cái từ khóa để kích hoạt cái trạng thái tham lam của người nghèo. Và lòng tham ở đây không phải là muốn có nhiều tiền, mà anh phải định nghĩa rất rõ. Lòng tham là muốn có kết quả mà không cần phải nỗ lực và kiên trì. Đó mới gọi là tham. Còn nếu như mà tôi chỉ cho các bạn một con đường để có được kết quả, nhưng mà đi con đường đó nó mất 10 năm và phải kiên trì, chăm chỉ trong suốt cái chặng hành trình đó, thì người nghèo sẽ nói no. Cái đó không phải là tham. Cái đó gọi là thực tế, đúng không? Còn lòng tham là gì? Là làm sao để có được kết quả mà không cần phải nỗ lực và thật là nhanh. Ok, nhanh và dễ dàng, đó là hai từ khóa để kích hoạt lòng tham. Ok, thì đó là cái mà các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ trong những cái chiêu thức của những cái người lừa đảo mà áp dụng cho những cái người trẻ và họ chưa có nhiều tiền, không? Thì hoặc là họ nghèo, đúng không? Thì đó là cái chiêu mà đa cấp lừa đảo rất thích sử dụng, là không cần phải cố gắng gì hết, cô cứ nghe lời cháu, không cần phải làm gì hết, cô cứ đóng một số tiền vào đây và rồi cô cứ ngồi ở nhà mỗi tháng ra ngân hàng để kiểm tra tài khoản, thế thôi, tiền sẽ... Cái đó là cái thông điệp của chuyện là bạn không cần phải nỗ lực, không cần phải cố gắng và kết quả đến nhanh. Thì hãy ngửi ra chuyện đó, các bạn phải rất cẩn trọng, đặc biệt là khi các bạn chưa có nhiều tiền, các bạn thèm khát, các bạn khát khao cái kết quả, thì cái đối tượng lừa đảo sẽ đánh vào lòng tham ha. Mà đây là cái mà các bạn nhìn thấy rất rõ là gì, là họ cho cái con mồi có được những cái trải nghiệm, kiếm được những cái kết quả rất là ấn tượng mà chả cần phải làm gì, đúng không? Giống như là cho vay với lãi suất cao chót vót, và y như rằng những tháng đầu tiên nhận được đúng cái tiền lãi đó, thì họ nói trời ơi đây rồi bao nhiêu năm nay mình đã đi sai đường, đúng không? Mình làm như vậy sai rồi, mình bỏ có 10 triệu mà mỗi tháng đầu tiên đã nhận lại được 3 triệu rồi, thôi thì 3-4 tháng thôi mà 10 tháng là 30 triệu, thôi một năm 36 triệu nhân lên gấp 3 lần, mà bây giờ bỏ có 10 triệu ít quá, phải bỏ 100 triệu vô. Không? Cho nên trong giai đoạn đầu thì cái đối tượng lừa đảo sẽ cho những cái người không có quá nhiều tiền này được có được rất nhiều kết quả với cùng một nỗ lực hoặc ít nỗ lực. Nó sẽ kích hoạt cái tâm lý tham lam.
Và chúng ta nhìn thấy rất rõ trong cái câu chuyện, cái tình tiết ha, không biết thật sai, nhưng mà khi mà cái cô Anna Bắc Giang đó, phải không, cái cách mà cổ lừa cái anh nhân viên hớt tóc, đúng không, thì cái anh này không phải là cái người giàu, đúng không, thì cổ lừa ảnh bằng cách là gì, là cổ hớt tóc hay là gội đầu 70-80 ngàn gì đó, thì cổ trả 500 ngàn khỏi thối, là có được cái phần thưởng cao gấp 5-6 lần với cùng một nỗ lực lặp đi lặp lại liên tục 7 ngày trong tuần, là con mồi dính chưởng ha. Và sau đó nói cái gì cũng nghe hết. Khi mà bị kích hoạt lên cái tâm lý tham lam rồi, thì khi đó cái đối tượng lừa đảo sẽ áp dụng cái hành vi, đúng không, sẽ áp đặt hành vi lên cho con mồi của mình, là bây giờ làm cái này, gửi cái số tiền này vô tài khoản bởi vì lý do này lý do kia, nhanh lên, cái này sẽ mang lại tiền lời rất lớn trong tương lai, không cần phải lo nghĩ gì hết. Căn nhà này 5 tỷ, hả, không, bây giờ em mượn chị 1 tỷ rồi, chị chuyển thêm cho em 1.5 tỷ nữa, em cho người tới ngày mai ký cái giấy để mà bán căn nhà cho chị luôn, là chỉ cần một tích tắc thôi chị có được 2.5 tỷ mà không cần phải nỗ lực cố gắng gì hết. Beautiful, right? Và khi đó chúng ta mất đi cái sự điềm tĩnh để cân nhắc, để phân biệt đúng sai, và rơi vào cái bẫy ha. Thì đây là cái pháo đài đầu tiên mà chúng ta phải ý thức, là khi một ai đó đưa chúng ta một cái kết quả rất dễ dàng và nhanh chóng, thì cẩn thận, đó là cách kích hoạt sự tham lam của đối tượng lừa đảo. Pháo đài thứ hai, đây là cái tử huyệt của những người đã có tiền, có thể chưa phải là siêu giàu nhưng mà họ đã có sự tích lũy, họ có tiền rồi, đúng không, họ có vài trăm triệu, họ có 1 tỷ 2 tỷ, họ có công việc tốt, họ có gia đình, họ có rồi, tức là họ có được cái sự tích lũy trong cuộc sống rồi ha. Thì cái đối tượng này họ không phải là cái người đói khát, họ không có thèm thuồng, cho nên cái lòng tham có khi sẽ không kích hoạt được tốt lắm. Thì trong trường hợp này, đối tượng lừa đảo sẽ kích hoạt cái trạng thái tâm lý thứ hai để lấy tiền của các bạn, đó là nỗi sợ. Cái người không có gì thì họ không sợ gì hết vô sản mà, sợ gì nữa giờ, đúng không? Nhưng cái người bắt đầu có của thì sẽ bắt đầu sợ mất. Ok, họ sợ mất tiền, họ sợ rơi vào lao lý, họ sợ mất đi cái năng lực kiếm tiền, họ sợ mất đi cái sự tôn trọng, mất đi cái mối quan hệ. Thì khi mình bắt đầu có thì mình bắt đầu sợ mất. Alright. Và khi đó cái đối tượng lừa đảo sẽ tiếp cận, dĩ nhiên để tiếp cận được với những cái người bắt đầu có tiền thì cái đối tượng lừa đảo này cũng phải đưa ra một cái hình ảnh là tôi cũng là một người có tiền thì mới nói chuyện được với cái người có tiền, hoặc là tôi có tiền nhiều hơn bạn chút, thấy không? Cho nên lúc này là lúc mà những cái đối tượng lừa đảo đó họ sẽ bắt đầu tận dụng những cái hình thức ha, những cái trang phục hay là xe hay là điện thoại hay là quà cáp, đúng không, cái cách tiêu xài của họ để chứng minh cho cái người đối diện biết là ê, mày có tiền đúng không, tao nhiều tiền hơn mày nha, cho nên mày phải nghe lời tao, tao có kinh nghiệm, thấy không? Và khi đó họ sẽ bắt đầu tiêm cho cái con mồi của mình nỗi sợ. Một trong những cái chiêu trò mà anh nghĩ là nó khá là phổ biến ha, là khi mà bạn đột nhiên nhận được cái cú điện thoại của Bộ Công an nói là chúng tôi nghi ngờ anh tham gia vào một cái đường dây vận chuyển ma túy, và anh có nhận cái giao dịch này từ phía ngân hàng, chúng tôi từ phía ngân hàng và Bộ Công an, chúng tôi anh không được. Các bạn có bao giờ nghe câu chuyện đó chưa? Ai đã có gia đình người thân từng nhận những cái cú điện thoại lừa đảo như vậy? Anh có bạn của anh ha, một cái người bạn xa ha, bị lừa đảo như vậy, chuyển luôn cả mấy trăm triệu tiền tiết kiệm vô cái tài khoản đó và mất luôn chỉ trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi. Họ kiểm soát con mồi của mình bằng nỗi sợ. Ok, sợ dính vào lao lý. Rồi không những sợ dính vào lao lý ha, cái đó là cái nỗi sợ rất lớn, đặc biệt của người Việt Nam khi chúng ta hiểu biết rất là ít về mặt pháp luật. Cho nên hễ cái gì nghe tới công an một cái là cái mặt xanh lèo xanh lét, có đúng không nè. Rồi chúng ta sợ gì nữa? Chúng ta sợ già, sợ xấu, sợ mất người yêu, sợ người ta cướp mất cái này cái kia hạnh phúc của mình, dẫn đến không biết bao nhiêu người bị lừa không biết bao nhiêu tiền cho cái việc trùng tu nhan sắc, rồi căng da, rồi uống tất cả những cái loại thực phẩm ABCD gì đó, bởi vì họ sợ già, sợ xấu, sợ bị bỏ rơi, đúng không, sợ đánh mất thanh xuân của mình, nỗi sợ. Thậm chí trong số những cái người có tiền hoặc là mới có được rất nhiều tiền thì có một nỗi sợ cực kỳ lớn của họ. Các bạn có biết sợ gì không? Sợ bị xem thường, sợ mất thể diện. Và khi đó
họ sẽ bị những cái đối tượng đến vắt không biết bao nhiêu tiền của mình để mua cái thể diện. Nói anh ơi chị ơi, cái điện thoại này mới thể hiện được cái đẳng cấp của anh chị. Anh chị đã như thế này là một người thành công như vậy rồi, hả không? Mà anh chị xài cái điện thoại này người ta biết, người ta cười anh, người ta cười chị ơi, cái đầm này mới là của một cái doanh nhân, của một cái quý bà. Ở bên phương Tây những người giàu có chỉ mặc cái kiểu này thôi, chị ăn mặc như vậy. Thôi em không dám nói. Chứ còn nhiều khi người ta cười sau lưng chị là chị, thôi em ơi em đừng nói nữa, em cho chị ba bộ, lấy cho chị ba màu luôn, thấy màu gì đẹp, màu gì đang hot cho chị. Thì một trong những cái nỗi sợ rất lớn của những cái người mới vừa kiếm được nhiều tiền, cái giới này được gọi là the nouveau rich ha, là trưởng giả, những cái người sau một cái đợt bùng nổ bất động sản, bùng nổ chứng khoán, bùng nổ bitcoin, cho một cái cơ duyên nào đó ha, một cái may mắn gì đó trên thị trường, và họ đột nhiên kiếm được rất là nhiều tiền ha, thì trong tâm lý của họ, họ sẽ bị sợ, có cái nỗi sợ bị xem thường, và cái nỗi sợ đó sẽ rất dễ bị thao túng và cuốn mình vào rất nhiều những cái chi tiêu, những cái mua sắm không cần thiết. Ok, thì đây là cái pháo đài thứ hai mà những đối tượng lừa đảo sẽ khai thác. Và một khi sợ là bao nhiêu tiền cũng đốt hết, thánh thần tiên Phật là cúng, rồi thẩm mỹ đúng không, là cúng, rồi bao nhiêu những cái chuyện này, đường dây này anh lo lót cho em nha, anh bảo vệ em nha, cúng. Thì đó là cách thứ hai mà chúng ta bị mất tiền. Hai chiêu thức này các bạn sẽ nhìn thấy khá là rõ ràng trong cái câu chuyện của bạn Anna Bắc Giang ha, bằng những cái hình thức khoe khoang về đồ hiệu đúng không, được quà tặng, được khơi gợi cái sự tham lam, cũng như là rất nhiều những cái drama, những câu chuyện là ba em đang bị cấp cứu, ba em đang bị truy sát, ba em làm CIA, làm cục tình báo gì đó, đang bị cái này cái kia, chị phải giúp em, nếu không thì đó. Thì đây là cách mà cái đối tượng lừa đảo họ sử dụng lòng tham và nỗi sợ ha. Và đây là cách để lấy tiền của người nghèo, hoặc là những người trung lưu, hoặc là những người mới có của. Đỉnh cao trong nghệ thuật lừa đảo, và cái này Anna Bắc Giang chưa có làm được. Nhưng nếu ai thực sự hứng thú trong cái lĩnh vực thao túng tâm lý này, các bạn sẽ nhìn thấy nó trong cái bộ phim đang rất là hot trên Netflix. Và cái đợt vừa rồi, nhân qua cái câu chuyện này, nó cũng hot trở lại ở Việt Nam. Bộ phim là Inventing Anna. Thì coi cái bộ phim đó, anh coi và anh thấy rất là thích thú. Bởi vì anh nghĩ là cái thành công lớn trong bộ phim đó là họ khắc họa được cái điểm yếu tâm lý của giới siêu giàu cực kỳ chính xác. Và cái cô Anna Delvey này, cổ có bản lĩnh cực kỳ giỏi, đã trở thành một người siêu lừa. Bởi vì siêu lừa mới lừa được tiền của siêu giàu. Bởi vì bọn siêu giàu không phải là bọn ngu, cho nên muốn lừa được tiền của bọn siêu giàu là phải là siêu lừa, đúng không? Thì coi cái bộ phim đó, các bạn sẽ thấm thía được cái tâm lý và cái điểm yếu trong cái tâm lý của người siêu giàu, đó là sự cô đơn và sự buồn chán ha. Những cái người siêu giàu là những người, thứ nhất là họ giàu rồi, họ không có đói khát thiếu thốn nữa, mà chưa kể là siêu giàu nghĩa là họ có một sự giàu có rất là bền vững. Cái số tiền của họ không chỉ là họ kiếm được tiền, họ giữ được tiền, mà họ có một cái cơ chế và một cái cỗ máy vận hành để bảo vệ tiền của họ. Họ có những cái nguyên tắc và những kỹ thuật về tài chính rất là chặt chẽ và chuyên nghiệp để bảo vệ tiền của họ rồi, cho nên họ cũng không sợ luôn. Họ biết là dù có suy thoái kinh tế, dù có biến động thị trường, dù có thay đổi về công nghệ hay là chiến tranh hay là dịch bệnh, họ sẽ vẫn ổn, bởi vì họ có cái cơ chế để bảo vệ tài sản của họ rất là vững vàng rồi. Cho nên là họ không tham, họ cũng không sợ. Ok, nhưng khi đó họ sẽ còn cái tử huyệt cuối cùng rất là con người, đó là họ cô đơn. Và cuộc sống của họ nó không còn cái thử thách nữa, nó không còn cái sự hứng thú, cái háo hức, nó không còn. Do đó cái sự hứng khởi, thì cái người nào mà có thể bầu bạn được với họ, cùng đẳng cấp với họ, san sẻ được những cái tâm huyết, những cái sở thích, san sẻ được những cái trăn trở, những cái nỗi đau thầm kín của họ, thì cái người đó sẽ có khả năng thao túng được tâm lý của giới siêu giàu, giống như cái cô Anna Delvey. Để rồi không chỉ là lừa 1 tỷ, 10 tỷ, mà cô ta lừa tới vài chục triệu đô la, đúng không? Thì để làm được chuyện đó đòi hỏi phải có trình độ, phải có đẳng cấp ha, phải có sự hiểu biết cực kỳ thông tuệ trong một số lĩnh vực rất đặc thù riêng của giới siêu giàu, và rồi dĩ nhiên là những cái thủ thuật về tâm lý rất là sắc bén ha. Thì
Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy trong cái bộ phim Inventing Anna đang được chiếu trên Netflix. Thì bạn nào có hứng thú về lĩnh vực tâm lý ha, hoặc là cái tâm lý của giới siêu giàu ha, thì anh nghĩ là cái bộ phim đó khắc họa khá là chân thật ha, cái điểm yếu tâm lý và cái cách khai thác cái tử huyệt tâm lý đó của người siêu giàu mà cái cô Anna này làm được. Right, thì nói để các bạn ý thức và nhận ra là à, cái người họ thao túng tâm lý để lấy tiền của mình á ha, thì về mặt cơ bản họ sẽ khai thác ba cái yếu tố đó. Họ kích hoạt ba cái trạng thái tham lam, sợ hãi, hoặc là họ chạm vào cái sự cô đơn và buồn chán khi các bạn là một người siêu giàu. Còn lại cái cách mà cái người giống như bọn anh làm về giáo dục tài chính hoặc là tư vấn cố vấn về tài chính, thì chúng ta phải trang bị cho mình những cái hiểu biết ha, và những cái công cụ để có thể kiểm soát được lòng tham và nỗi sợ của mình, ý thức được nó, thấu hiểu nó để vượt qua nó, thì khi đó mình mới không bị thao túng và mình không bị mất tiền một cách vô tội vạ ha. Khi mà cái cuộc chơi tài chính ngày hôm nay nó rất rất là đa dạng, rất nhiều cái cơ hội và rất nhiều những cái chiêu trò phức tạp, ok, thì mình phải có bản lĩnh nha. Thì đó là cái anh phân tích dưới cái góc độ tâm lý tài chính để các bạn hiểu thêm về cái cốt tủy của những cái hành vi, những cái thủ thuật mà Anna Bắc Giang hoặc là Anna Delvey sử dụng trong cái you know, tuyệt chiêu lừa đảo của họ. Còn lại cái tiếp theo mà chúng ta xin nói với nhau đó là anh Trí ơi, nếu vậy cái thao túng tâm lý này nó ghê quá, vậy thì em nên hiểu nó như thế nào và nên đối diện với nó ra làm sao? Ok, khóa học Awaken Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn để vượt qua được cái nỗi sợ. Tại vì nếu chúng ta đối diện với cái khái niệm thao túng tâm lý này với một cái trạng thái lo lắng và hoảng sợ, đó đã là một tâm lý bất lợi dành cho các bạn rồi. Cho nên để vượt qua cái nỗi sợ đó, để mình bình tĩnh và chuẩn bị cho kỹ và tránh bị thao túng, thì chúng ta phải hiểu thao túng tâm lý là gì. Nó bao gồm có hai công đoạn. Thứ nhất đó là ảnh hưởng tâm lý, và rồi sau đó áp đặt hành vi lên cho đối tượng bị thao túng. Cho nên chia nó ra hai công đoạn thì các bạn sẽ thấy là gì? Cái việc đầu tiên nó gọi là ảnh hưởng tâm lý. Nói anh ơi, nếu vậy sao mà đỡ được chuyện đó anh ơi? Rồi làm sao em biết là người ta có ảnh hưởng tâm lý em hay không? Anh Trí, thậm chí ngay lúc này anh có đang ảnh hưởng tâm lý của em hay không? Có chứ sao không có. Nghĩ sao vậy các bạn? Nghề của tôi mà các bạn. Dĩ nhiên đó là chắc là các bạn cũng bắt đầu để ý và cảm nhận được là nếu như mà một cái con artist sẽ muốn kích hoạt cái trạng thái tham lam, sợ hãi hay là tức giận, mất bình tĩnh, nôn nóng của con mồi, thì ngược lại một cái người bảo vệ cho khách hàng, cho học viên của mình, thì họ sẽ nỗ lực để kích hoạt lên một cái trạng thái điềm tĩnh, tự tin, chặt chẽ, chi tiết cho khách hàng, khán giả hoặc là học viên của mình. Và anh Trí luôn làm điều đó với các bạn. Anh luôn có cái nỗ lực ảnh hưởng lên tâm lý của các bạn. Cái câu nói anh thường dùng để kích hoạt cái trạng thái tâm lý điềm tĩnh của các bạn là câu gì? Chậm lại một nhịp, hít thở. Right. Cho nên có chứ các bạn. Anh có ảnh hưởng tâm lý của các bạn chứ. Và để ý nè, để ý, tất cả mọi người đều ảnh hưởng tâm lý lên nhau. Đây gọi là the law of resonance, tức là quy luật của sự cộng hưởng. Bởi vì bất cứ khi nào các bạn có một trạng thái tâm lý nào đó, các bạn gặp một người khác, các bạn sẽ ảnh hưởng lên họ và họ sẽ ảnh hưởng ngược lên các bạn. Đây là quy luật bất biến. Ok. Tại vì trạng thái tâm lý nó là một dạng năng lượng, là một dạng sóng điện từ, nó là một dạng năng lượng. Thì khi hai cái nguồn năng lượng gặp nhau, chúng sẽ cộng hưởng hoặc triệt tiêu nhau. Thì đây gọi là the law of resonance. Ha. Nếu các bạn là một cái người đang rất là vui, trạng thái tâm lý của mình đang là hứng khởi, vui, các bạn gặp một cái người đang trong một trạng thái rất là u uất, buồn chán, mệt mỏi, thì cái năng lượng tâm lý của hai bạn nếu cường độ nó tương tự nhau thì nó sẽ triệt tiêu nhau. Các bạn ngồi cạnh họ, nói chuyện với họ một lúc, cái niềm vui của bạn nó sẽ vơi đi và cái sự u uất của họ nó cũng sẽ chuyển hóa một phần. Thì đây gọi là quy luật của năng lượng. Cho nên đừng hỏi cái câu vô nghĩa là anh ơi, lỡ người ta đang ảnh hưởng tâm lý của em thì sao anh Trí? Mọi người luôn ảnh hưởng tâm lý lên nhau một cách vô thức
và tự nhiên. Dĩ nhiên là nếu người họ có chuyên môn và có kỹ năng, họ sẽ ảnh hưởng tâm lý của bạn một cách chủ động và ý thức luôn. Tức là tôi lựa chọn kích hoạt cái trạng thái tâm lý của cái người này, có thể là theo mong muốn của họ hoặc ngược với mong muốn của họ. Thì cái người mà họ có chuyên môn và kỹ năng, họ rèn luyện thì họ có thể làm chuyện đó một cách chủ động. Còn nếu họ không có chuyên môn, họ không có kỹ năng thì họ vẫn làm chuyện đó một cách vô thức. Đây là quy luật của sự cộng hưởng. Nghe. Cho nên anh nói điều này để các bạn quay trở về và nhận ra một điều là nếu một ông bố bà mẹ đầy cái sự mặc cảm và tự ti, họ sẽ kích hoạt cái tâm lý mặc cảm tự ti trong đứa con của mình một cách tự nhiên và vô thức. Nếu mà một ông thầy bà cô có cái tâm lý giận dữ, nóng vội hay là tham lam, họ sẽ kích hoạt cái tâm lý giận dữ, nóng vội và tham lam đó bên trong đứa học trò của mình một cách vô thức. Nếu một cái người sếp có cái tâm lý ganh đua, hơn thua hay là nhỏ nhen, tính toán, thì họ kích hoạt cái trạng thái tâm lý tương tự như vậy đối với nhân viên của mình. Và đó là một quá trình diễn ra vô thức và tự nhiên. Hay nói cách khác, đây là cái sự kế thừa của cái trạng thái tâm lý từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ok. Nói điều này để các bạn hiểu là dù là có hay không có kỹ năng, sự ảnh hưởng của chúng ta lên nhau là luôn diễn ra 24/7. Chỉ cần chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta sẽ ảnh hưởng lên tâm lý của nhau. Alright. Cho nên đó là cái đầu tiên, là chúng ta luôn ảnh hưởng tâm lý lên nhau. Cái thứ hai, hiểu được điều này, các bạn sẽ bắt đầu biết cách để đối diện với chuyện đó và chấp nhận nó. Và vì vậy chúng ta thấy là gì? Là chắc chắn cuộc đời này sẽ luôn 24/7 ảnh hưởng lên tâm lý của các bạn. Cho nên thay vì chúng ta lo lắng là cuộc đời sẽ ảnh hưởng cái tâm lý A, tâm lý B, truyền cái cảm xúc C gì đó cho mình, cái người chủ động sẽ tập trung vào việc xây dựng cái bản lĩnh và tâm lý cảm xúc cho riêng mình trước. Hay nói cách khác là dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Nếu chúng ta quay trở về bên trong và chúng ta nuôi dưỡng được cái bản lĩnh tâm lý và cảm xúc của mình vững vàng, thì dù ở bên ngoài có ảnh hưởng như thế nào, chúng ta vẫn trụ được và chúng ta làm chủ được cảm xúc và tâm lý của chính mình. Thì khi người khác không ảnh hưởng được mình thì họ không thể nào áp đặt hành vi cho chúng ta được. Make sense? Vì vậy, bước đầu tiên đó là trau dồi cái bản lĩnh và tâm lý và cảm xúc cho mình. Cái này nói thì dễ, không phải ai cũng làm được. Thì anh nói trước là nếu bạn nào đang có những cái tổn thương tâm lý rồi thì việc này thật sự rất là khó để tự làm, giống như là một người bệnh đang bị thương rồi. Thì khi đó anh nói thật là các bạn cần có sự hỗ trợ từ một cái chuyên gia tham vấn tâm lý nào đó. Các bạn hãy liên hệ tìm những cái trung tâm tư vấn và tâm lý hay những cái bác sĩ tâm lý để họ có thể hỗ trợ mình. Nếu các bạn đang trong một giai đoạn trầm cảm, các bạn đang trong một giai đoạn rối loạn tâm lý lưỡng cực hay là bị PTSD, đúng không, bị sang chấn tâm lý sau khủng hoảng, phải không? Hoặc là các bạn có một cái bị thương ha. Nếu mình đang có một cái vết thương mà tâm lý mà lúc đó mình nói là hãy mạnh mẽ lên, hãy tự tin lên, hãy vững mạnh lên, sao làm được, đúng không? Cho nên là nếu mà ngày hôm nay cái tâm lý của mình đang bị tổn thương thì có khi mình cần có sự tư vấn hỗ trợ để chữa lành. Còn ai đang ổn ha, thì cái kỹ năng đơn giản nhất anh xin chia sẻ ngày hôm nay, mặc dù là có nhiều thứ mà mình phải luyện tập lắm nha, nhưng mà kỹ năng đơn giản nhất để rèn luyện cái nội lực tâm lý cho mình đó là khả năng nhận diện được cái cảm xúc và tâm lý mình đang có ngay lúc này. Đó gọi là trí thông minh cảm xúc. Trí thông minh cảm xúc không phải là ức chế một cảm xúc nào đó. Ví dụ như là một cái người luôn vui thì đó là người có trí thông minh cảm xúc cao. Không có, đó là một cái người rối loạn hưng cảm. Không, tức là họ không bao giờ có thể buồn được. Gặp chuyện đau khổ họ cũng không khổ, gặp chuyện buồn trước mặt họ không buồn được. Cái đó là có vấn đề. Không, cho nên nói là ô, cái thằng nó lúc nào cũng vui hết, tức là EQ của nó cao. Không đúng. Trí thông minh cảm xúc tức là cái người họ có thể nhận diện được chính xác cảm xúc của họ ngay tại thời điểm hiện tại. Họ đang buồn, nghĩa là họ biết là mình đang buồn. Họ cảm thấy mặc cảm và tự ti, họ biết là mình đang cảm thấy mặc cảm và tự ti. Họ đang rất là say sưa và hứng thú, họ biết là họ đang say sưa và hứng thú. Họ đang yêu và họ biết là mình đang yêu. Ok, thì họ nhận diện được cái cảm xúc của mình. Một cái thực hành rất đơn giản là ngay bây giờ, stop, thả trong comment các bạn đang cảm thấy như thế nào ngay bây giờ. Đặt tên cái cảm xúc của mình ngay lúc này. Nó là cái gì vậy?
thả cái comment bên dưới đi. Anh hy vọng các bạn đã làm cái bài tập rất vui và nhẹ nhàng này rồi ha. Thì các bạn sẽ để ý rất rõ là gì? Là cái bạn nào là cái bạn có trí thông minh cảm xúc tốt thì họ sẽ ngay bây giờ em đang cảm thấy rồi. Có bạn mà trí thông minh cảm xúc không có tốt là họ sẽ em đang cảm thấy no not really. Thôi kệ, nó coi tiếp đi. Alright, thì đây là một cái sự luyện tập. Đây là cái không phải học là có, mà nó là một quá trình luyện tập. Nó là cái trí thông minh để chúng ta liên tục trò chuyện với cảm xúc của mình và nhận diện được cảm xúc của mình. Và khi chúng ta nhận diện được cảm xúc của mình, các bạn sẽ làm được bước thứ hai để phòng chống thao túng tâm lý. Đó là khi các bạn gặp một cái đối tượng A hoặc B nào đó, đúng không? Và trong một cái khoảng thời gian trò chuyện xong, các bạn nhận ra là tâm lý và cảm xúc của mình thay đổi, thì các bạn làm bước thứ hai để tự vệ trước ảnh hưởng tâm lý là các bạn hỏi cái người A và người B trước mặt mình là hình như bạn đang muốn tạo ra cái thay đổi tâm lý này cho tôi, có đúng không? Mọi người hiểu cái mẹo này không? Đó là khi mà một đứa con trong quá trình trò chuyện tự nhiên với mẹ mình, nó dừng lại và nói: mẹ ơi, nãy giờ mình trò chuyện, nếu con hiểu đúng, mẹ đang muốn con cảm thấy là con rất là kém cỏi so với anh ba, có đúng không mẹ? Đang trò chuyện với người bạn của mình, chậm lại một nhịp, nói: A ơi, nãy giờ mình nói chuyện với nhau á, hình như mày muốn tao cảm thấy rất là tệ vì cái chuyện tao đã làm cách đây 2 tuần, có đúng không? Bởi vì tự nhiên bây giờ tao đang cảm thấy là tội lỗi và dằn vặt bản thân của mình quá, không biết có phải vậy không? Thì đây là cái kỹ thuật anh nghĩ rất đơn giản, gọi là kỹ thuật của cái người canh cửa. Chúng ta không có tấn công ai, chúng ta không đả kích ai hết, chúng ta chỉ khều khều cái người đó và nói là: bạn ơi, hình như bạn đang mở khóa cái nhà của tôi, có đúng không bạn? Tại vì tưởng tượng đi các bạn ha, là cái cảm xúc và tâm lý của mình nó là một cái gì đó rất riêng tư của mình, nó giống như cái ngôi nhà của mình, đúng không? Và khi một cái người họ muốn ảnh hưởng tâm lý mình thì họ phải mở cái cửa đó và đưa vào đó một cái tâm lý và cảm xúc mới, ví dụ như là cảm giác mặc cảm, cảm giác tội lỗi, cảm giác kém cỏi, cảm giác tham lam, cái tâm lý sợ hãi, cái tâm lý hấp tấp, nôn nao, không? Hoặc là cái tâm lý bình an, tự tin. Right? Thì cái người canh cổng sẽ làm một động tác rất đơn giản là: bạn ơi, anh ơi, chị ơi, tôi thấy anh chị đang bẻ cái khóa của cái cửa nhà của tôi á, hình như anh chị muốn vô đúng không? Thì khi chúng ta làm cái động tác đó, ngay tức thì chúng ta sẽ phân biệt được cái người họ đang lén lút để thao túng tâm lý hành vi của mình, hay là chúng ta sẽ phân biệt được cái người họ đang đường đường chính chính muốn ảnh hưởng tâm lý hành vi của mình. Bởi vì thẳng thắn thì các bạn sẽ có những sự ảnh hưởng, là sự ảnh hưởng xuất phát từ cái sự quan tâm và sự thấu hiểu chân thành, và cũng sẽ có những sự ảnh hưởng với cái mục đích tư lợi cá nhân và thao túng và gây ra những thiệt hại cho các bạn. Cho nên sau khi mình khều khều, mình hỏi, và nếu cái người đó nói: không có, không có, trời, tôi vô tình đi ngang đây thấy có cái khóa nó dơ dơ, rồi tôi vô tôi chà chà thôi, tôi không có tính là vậy nha, sorry, thì thấy cái khóa nó dơ thì mình chùi cho sạch thôi chứ không có tính mở gì hết nha, vậy nha, bye bye. Là chúng ta nói rồi, ok, mình xua được một cái kẻ trộm. Nhưng cũng có trường hợp khi mình khều khều thì cái người đó nói: đúng rồi bạn ơi, tại vì tôi thấy là bạn đang sống trong một cái trạng thái tâm lý tự ti, hoang mang và mặc cảm rất là lâu rồi, cho nên ngày hôm nay tôi mong là tôi có thể đến đây để mở cái cánh cửa đó và đưa vào trong cái tâm hồn của bạn một cái tâm lý bình an hơn, tự tin hơn, vững vàng hơn, có được không? Với cái thủ thuật người canh cổng này, chúng ta sẽ xác nhận được cái intention, tức là cái ý đồ của cái người đến và muốn mở cái cánh cổng tâm lý và cảm xúc của mình. Và nếu như mình hỏi xong mà họ vẫn đứng lại để nói chuyện với mình một cách đường đường chính chính, thì chúng ta tiếp tục trao đổi và thương lượng xem là vậy chúng ta có muốn hợp tác với họ hay không, đúng không? Rồi họ có cái mục đích chân thành hay không, win-win hay không, rồi đi với nhau làm sao, thì chúng ta ngồi thảo luận với họ. Còn nếu mình khều khều cái họ chạy thì mình biết đó,
đó là cái người ăn trộm. Được không các bạn? Ha. Cho nên anh nhắc lại, để đề phòng thao túng tâm lý, cái thứ nhất chúng ta phải nuôi dưỡng cái trí thông minh và cảm xúc và tâm lý của mình bằng cách rèn luyện cái khả năng xác định được cái cảm xúc và tâm lý của mình ngay lúc này, để khi nó thay đổi mình phải biết. Cái thứ hai là khi phát hiện là cảm xúc của mình có xu hướng thay đổi thì chúng ta ngay tức thì xác nhận với cái người đang trò chuyện và trao đổi trực tiếp với mình, xem là hình như họ muốn thay đổi tâm lý và cảm xúc của mình, không biết có đúng không. Và khi đó mình sẽ phân biệt được đâu là bạn, đâu là thù, đâu là kẻ cắp, đâu là cái người thật sự muốn ảnh hưởng đến mình một cách tích cực. Ok, thì khi làm được việc này các bạn sẽ tránh được cái tình trạng bị thao túng mà mình không biết. Còn lại cái cuối cùng thôi, là để tránh cái việc thao túng tâm lý xảy ra với mình, thì cái việc quan trọng các bạn cũng nên làm đó là hạn chế tối đa việc thao túng tâm lý và hành vi của người khác mà không được sự đồng ý và cho phép của họ. Nếu là bố là mẹ, hạn chế việc thao túng tâm lý của con mình để rồi áp đặt một hai cái hành vi mà mình nghĩ là đúng, mình mặc định là tốt cho nó, rồi áp đặt cái hành vi đó lên cho con của mình, thì đó là điều rất là đáng tiếc, đúng không? Mà không được sự cho phép của trẻ, không được cái sự đồng thuận của trẻ, sau này khi con nó vỡ ra được, nó sẽ rất là buồn mình, nó sẽ rất là thất vọng về mình. Rồi tương tự như vậy, chúng ta cũng phải thẳng thắn với cái người yêu của mình, đúng không? Muốn gì nói cái đó. Mình muốn cái này, anh ơi em muốn cái này, anh em muốn anh làm cái này cho em, anh muốn em muốn anh quan tâm đến em giống như vậy nè, em muốn anh cư xử như vậy có được không? Thì chúng ta thẳng thắn nói ra cái mong đợi hành vi của mình, chứ tuyệt đối đừng dùng những cái cách, những cái cảm xúc của mình để ảnh hưởng cảm xúc của người khác, để rồi áp đặt gò họ theo một cái cách sống nào đó, cái cách cư xử nào đó thuận theo ý mình mà không biết có trúng ý họ không, để rồi sau quá trình họ yêu mình, họ đồng hành với mình, họ biến thành một cái phiên bản không còn chân thật với chính họ nữa, thì đến ngày nào đó lại trách làm sao, là ủa sao anh thay lòng đổi dạ, ủa sao em không giống như ngày xưa. Hiểu ý anh không? Rồi tương tự như vậy, chúng ta tuyệt đối rất cẩn trọng khi mà mình áp dụng những cái thao túng hành vi này với khách hàng của mình, đúng không? Khi mà mình bán hàng mà không có công tâm, đúng không? Mình thúc đẩy những cái cảm xúc quá là mãnh liệt để người ta đưa ra cái quyết định trong cái khoảnh khắc cảm xúc như vậy, trong cái dân bán hàng gọi là emotional selling, thì cái cách làm như vậy về lâu dài nó không có duy trì được mối quan hệ bền vững với khách hàng, nó không tạo được cái uy tín và cái thương hiệu cho sản phẩm dịch vụ của mình. Mà cái người làm việc với khách hàng, làm việc với đối tác, với cộng sự, làm sao mà mình thành thật, thẳng thắn, đúng không? Mình làm sao mà giúp cho cái người khách hàng của mình, cái người cộng sự của mình có được cái trạng thái tâm lý bình an, điềm tĩnh, rồi cung cấp cho họ những cái thông tin đầy đủ, những góc nhìn đa chiều, để rồi cùng họ thảo luận và đưa ra một cái lựa chọn làm sao cho nó có lợi cho họ, cho mình về lâu dài. Thì khi đó không những là mình có được kết quả mà mình nuôi dưỡng được cái mối quan hệ bền vững lâu dài, thì dân gian gọi là đừng có tạo nghiệp. Ok, well, thì anh nghĩ đó là ba cái lời khuyên mà anh nghĩ là cơ bản nhất và đơn giản nhất mà mọi người có thể áp dụng để trau dồi cái bản lĩnh và tâm lý và cảm xúc của riêng mình, ý thức và đề phòng được những cái người có cái tâm địa không có tốt, đúng không? Và rồi cuối cùng là bản thân mình hóa thân thành một cái người thẳng thắn, cương trực, rõ ràng, minh bạch, để rồi nuôi dưỡng cho mình những cái mối quan hệ lâu dài, chân thành và bền vững. Thì sống vậy không có sợ là cuộc đời chơi xấu với mình. Ok không mọi người? Well, anh xin được rút lại cái video clip chia sẻ ngày hôm nay về cái chủ đề thao túng tâm lý bằng một cái lời dạy mà anh rất là tâm đắc của thầy anh Jim Rohn, dạy anh cách đây hơn 22 năm. You know? Thì Jim nói là đừng mong là cuộc chơi dễ hơn, hãy mong là các bạn giỏi hơn. Đừng mong ít khó khăn, ít áp lực và biến cố hơn, hãy mong là mình có nhiều bản lĩnh, kỹ năng và sự khôn ngoan hơn. Thì suy cho cùng, cái sự trọn vẹn trong cuộc sống này nó thuộc về cái người tập trung để trau dồi cái bản lĩnh tự thân cho mình. Thì cái cây mà sâu gốc bền rễ thì sợ gì giông bão, đúng không? Và anh mong là cái chia sẻ và cái video clip này của anh có thể mang lại cho các bạn một cái trạng thái tâm lý tích cực hơn, để đối diện với những cái mối quan hệ của mình, cuộc sống, những cái drama ở trên mạng,
một cách khôn ngoan, điềm tĩnh với cái góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn. Cho nên ngay bây giờ tôi muốn kiểm tra xem tôi có làm tốt được công việc của mình hay không. Các bạn có thể thả một comment bên dưới là ngay lúc này, sau khi coi xong cái video clip của anh Trí, các bạn cảm thấy như thế nào về cảm xúc và tâm lý của mình ngay lúc này. Các bạn vỡ ra được cho mình 1, 2, 3 cái nhận thức nào đó mà mình cảm thấy nó rất là hay ho và mới mẻ trong những ngày tháng tiếp theo. Hoặc các bạn muốn làm những điều gì trong cuộc sống, trong những mối quan hệ của mình trong thời gian sắp tới, thả cái comment bên dưới nha. Anh thật sự muốn biết là anh có làm tốt công việc của mình hay không. Còn lại anh nghĩ là những cái câu chuyện của cái bạn Anna Bắc Giang này, những cái drama trên mạng đó, khi mà đọc nó thì nó càng cho anh và cái đội ngũ huấn luyện trong học viện có thêm nhiều cái sự quyết tâm để làm tốt hơn nữa cái công việc mà bọn anh đang làm, để nuôi dưỡng cái bản lĩnh không chỉ là về tài chính cá nhân mà là về tâm lý, về cảm xúc, về tinh thần, về cái sự điềm tĩnh, khả năng đưa ra những quyết định quan trọng cho học viên của mình. Thì anh nghĩ là thử thách càng lớn thì cái vai trò của những người thầy, cái sứ mạng của những người thầy lại càng quan trọng, và cái sự quyết tâm của bọn anh lại càng máu hơn mà thôi. Alright, và nghĩ là cái chặng hành trình trưởng thành đó rất mong được đồng hành cùng với nhau. Như anh có nói lúc nãy, riêng với những bạn mà ở thời điểm này chúng ta có những cái khó khăn về mặt tâm lý, cảm xúc mà các bạn cảm thấy tin tưởng anh Trí, tin tưởng học viện của anh, thì mọi người có thể tìm hiểu về những cái chương trình hỗ trợ và đồng hành từ phía học viện. Có cái chương trình tư vấn giải pháp cá nhân, đúng không, để giúp mình bình tĩnh và hiểu đúng cái bản chất của vấn đề của mình hơn. Hoặc là một cái chương trình mà bọn anh vừa triển khai trong năm 2022 mà bọn anh rất là tâm đắc, đó là cái chương trình khai vấn 1-1. Thì đó là những cái hỗ trợ rất là cá nhân để giúp mỗi bạn vượt qua cái trạng thái tâm lý khó khăn ngay lúc này, và rồi tự đưa ra cho mình những quyết định và những lựa chọn khôn ngoan và phù hợp nhất đối với các bạn. Thông tin trong description. Ok. Khóa học Awaken Your Power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn.